chỉ dừng lại ở đó, DTU đã đầu tư và đang hoàn thiện một ekip chuyên nghiệp khép kín từ khâu viết kịch bản cho đến kỹ thuật đồ họa, âm thanh và kỹ xảo. Bên cạnh một hệ thống thiết bị máy móc hiện đại đầy đủ cho việc sản xuất một bộ phim tài liệu lịch sử về cuộc chiến tranh trên không ở miền Bắc Việt Nam. Với tập phim mở đầu là Khi Én Bạc Vào Cuộc. Ekip thực hiện dự án đứng đầu là đạo diễn người Pháp Vincent Raphael, người đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các dự án đồ họa điện ảnh. Ông cũng là người trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các nhân chứng lịch sử của cả Việt Nam và Mỹ để có thể xây dựng lại câu chuyện một cách chân thực và khách quan nhất. Mỗi người trong ekip đảm nhận một phần công việc theo hướng chuyên môn hóa cao. Bắt đầu từ việc cả nhóm sẽ cùng thảo luận ý tưởng, họa sĩ phác thảo bản vẽ trên giấy. Một người khác sẽ đảm nhận việc xây dựng các hình ảnh ba chiều của các thiết bị chiến tranh như máy bay, ô tô, trực thăng, xe tăng, v.v. Việc tạo không gian, bối cảnh cho từng trận đánh cũng được nghiên cứu và xây dựng chi tiết với thiết kế đồ họa 3D. Cuối cùng sẽ có một người tập hợp tất cả những hình ảnh này dưới bàn tay đạo diễn để có thể có được những chừng đoạn hoàn chỉnh cho phim tài liệu. Phim được kết hợp giữa phần hiệu ứng kỹ xảo 3D, phỏng vấn các cựu phi công Việt Nam và phim tư liệu lịch sử nhằm cung cấp thông tin độc quyền và chính xác, đồng thời khắc họa rõ hơn những khía cạnh nhân văn. Một bộ phim nói về quá khứ nhưng dành cho hiện tại, nhằm nhấn mạnh đến các giá trị lịch sử. Đây sẽ không chỉ là một bộ phim tài liệu phục vụ tích cực cho công tác giảng dạy lịch sử, mà còn là những thước phim tài liệu rất hữu ích cho nền điện ảnh Việt Nam. There are many American films about the air war Vietnam. Có rất nhiều phim của Mỹ về các trận không chiến ở Việt Nam. Những câu chuyện này được kể bởi những người lính đã chiến đấu bảo vệ quê hương của mình qua các cuộc phỏng vấn trực tiếp với các nhân chứng lịch sử. Cho nên nó rất đặc biệt. Một lý do khác khiến tôi rất thích thú dự án này đó là điều kiện làm việc tại Đại học Duy Tân. Tại đây tôi có thể được làm việc với những bạn trẻ rất thông minh, tư duy mở và đặc biệt quan tâm đến từng vấn đề cụ thể. Nhà trường đã thực sự sẵn sàng để đưa các công nghệ hiện đại vào hệ thống giảng dạy. Và tại đây, chúng tôi đã có thể cùng hợp tác nghiên cứu, học tập từ những sai sót và từ đó phát triển công việc của mình. Và thời gian bỏ ra đó xứng đáng để chúng ta cùng chung sức nâng giáo dục lên một tầm cao mới về chất lượng. Với dự án này, mục tiêu của chúng tôi là làm phim với cả hai khía cạnh, cho giáo dục và cho giải trí. Có lẽ khó có thể hấp dẫn tất cả mọi người, nhưng có thể hấp dẫn với các bạn trẻ. Và 3D chính là một cách thú vị để thu hút sự quan tâm đó của các bạn với lịch sử. Tôi hy vọng với dự án này, chúng tôi có thể triển khai thêm nhiều dự án có ý nghĩa khác trong tương lai.